Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ đây mẹ con cả gia đình của mình đi ra phố mua một chút quà cáp, ít kẹo, sô cô la gì cho cả nhà, hưởng chút quà cho nỗi mừng và chuẩn bị mình về Việt Nam. Thì mình cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay trời cũng khá là đẹp. Ở bên đất này cứ lúc mưa lúc nắng á cả nhà. Năm nay mùa hè thời tiết nó xấu quá. Má qua trúng năm nay là không có đẹp thời tiết. Thì mình tranh thủ được lúc nào mình tranh thủ nha. Má qua đây cũng thời gian rồi, thì cũng còn mấy tuần nữa má bay về lại Việt Nam. Thì mận cũng với ông xã cũng tranh thủ đưa má đi ra phố dạo dạo rồi mua tí xíu đồ, xíu quà về làm quà cho gia đình mận ở bên Việt Nam á. Thì chủ yếu là bánh kẹo sô-cô-la, tại vì ở nhà mận có mấy đứa cháu, mấy bà chị, ông anh cũng thích ăn sô-cô-la ở bên đất này cả nhà. Thì mận cũng mua cho mấy cháu ăn cho biết. Chứ mận mỗi lần về Việt Nam là thôi, chứ bánh kẹo sô-cô-la là ngập qua ly luôn. Mua lần là mấy trăm sô-cô-la nha cả nhà. Thì thôi mận cũng xin mời cả nhà đi cùng với gia đình mận nha. Đại ca trên xe lộ. Má mặn đi đâu đi, cũng đem theo một bình nước ấm với lại thuốc. Nước trà, thuốc. Dù nhịn đói mà có thuốc với có nước trà uống là không có thấy đói không má? Không, đói cho mình nó cũng đáng cỡ. Không nhưng có, không có thuốc thì không có nước trà thì nó hơi mệt. Ngồi bắt đắp đồ đẻ chưa cả nhà? Mang dép, mang tắp, ngồi bắt đắp, hút thuốc, uống trà. Như ai vậy chứ? Đời có nhiều vậy thôi. Vâng, quá trời đẹp. Sao đẹp chữ dằn cái này. Đây là của con ngủ đang ra nữa nè. Wow. Đẹp quá đẹp, bông gì đây mình chữ dằn. Cái này đủ loại bông luôn á. Nó theo cái bờ rồi mà càng bông không. Quá bông. Cái này cũng đẹp nè, nguyên một chùm bông. Cái này cây màu tím, nó nói là cây này là cây lá é tím phải không? Tím hay gì ạ? Cây đây không phải é tím, má hoa nó giống vậy thôi, chứ không phải é tím đâu. Bông già nè. Bây giờ mận cho má vô ăn cây kem rồi mới đi mua sô cô la nha cả nhà. Hello hello. Hello hello. Hello Victoria. Ali cũng phải đi á. Mấy cho con đi đâu mà nhanh à? Đây là cái quán mới mở nha cả nhà. Mới mở lúc nào cũng đông khách. Ngon này tới rồi. Mà ngon hay không mà không biết nha. Ở bên trong kia cũng có nữa chị. Ăn giữa kem đây xay sẵn luôn đó nha. Nhiều lắm á. Vô có mua làm gì? Bữa nay mới mai gặp mới mai mua cho. Đây là thanh long. Thanh long màu đỏ chỉ có ở Việt Nam mới có con. Đâu đó, anh thích ăn thanh long mà ruột màu đỏ má, hồi về Việt Nam mua á. Anh không lấy tay spaghetti. Spaghetti with Zara, spaghetti. Noodle. Noodle nữa. Nó làm kem mà nó làm giống mà. Giống như là đồ ăn gì, đồ ăn mặn á. Đây mình sáng rồi. Một dĩa này con ăn không được, má nó nhiều lắm, con ăn cũng không nổi luôn á. Cái là kìa mùa kìm cây vậy. Kem mà đi thổi kìa. Ăn kem mà thổi.
Nè. Ăn đi. Mát hả? Bây giờ gia đình Mận vào siêu thị K&K nha cả nhà, mua sô cô la một bánh. Victoria đi. Victoria đâu cứ lẻo đẻo ăn sau lưng đi miết vậy anh? Hả Victoria, sao cứ lẻo đẻo ăn sau lưng đi miết vậy? Đi vô ăn mà. Này sô cô la đang vê bùng hạ giá nha cả nhà. Bình thường nó 4-5 đồng mấy, bây giờ hạ xuống còn 3.994 đồng nè. Này bây giờ bao nhiêu? Mấy hộp? Bây giờ lấy cái lớn này 13 hộp đi, tặng ngừng hộp. Một hộp như thế này là 48 viên nha. Có hạn sử dụng anh, có hạn sử dụng. Mấy hộp? 13 hộp. Lấy 3 hộp nữa. Rồi. Cái này thì nó lại không có hạ giá nha cả nhà. Giá nó đây nó không có hạ, cũng 3.99 như vậy anh. Cái này là ngon mấy thức ăn nè. Mua cái này cho má mấy bì. Đúng mấy thích cái này phải không? Đúng không? Ở trong có nhân nè, nhân đậu phộng. Còn cái này là gì nữa? Cho keo. Má bì, má bì ha. À bây giờ. Lấy bì. Ít thôi cho mọi thứ, ít thứ, ít nhiều lắm. Má bì, có bì ha. À, lấy 2 bì đây, 2 bì kia đi. Ở khu vực này là khu vực sô cô la nha cả nhà. Cái đó bao nhiêu ạ? Lấy 6 cái, 6 hộp. Dạ. 6 hộp thôi. Dạ. Mọi thứ chút một chút nó nặng lắm á. Rồi. Rồi. Gì nữa? Về cân thử đồ coi rồi phải mua thêm gì thêm nha. Ở nhà cũng còn nhiều lắm, em có mua lặt vặt một chút em bỏ nhà anh. Em sợ dư ký nhiều ạ. Những cái nào mà cần thiết á là mình mang về cho má, mang về những nào không cần thiết là bỏ lại bên này. Rồi từ từ con vừa con mang về sau. Cả nhà thấy tay xách nách mang không? Đây là mận mua sô cô la sơ sơ thôi nha. Mấy bữa mận mua đi chợ đi đồ mận cứ mua một thứ một chút á. Mà mua trước đó nữa rồi. Tại vì má chỉ có mang được 23kg thôi, 23kg gửi 10kg sách tay, cho nên cũng không có dám mua gì nhiều nha cả nhà. Thì thôi cả nhà, thì Mận cũng quay một tí xíu cho cả nhà biết là má cũng chuẩn bị gì, mua một tí xíu đồ. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Coi cẩn thận xe nha. Rồi qua đường đi con. Bà ông bà của chú ấy con.